Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phòng 159 có một con quái thú thời tiền sử mà con người đã từng phải đối mặt trong sợ hãi. Sinh vật đó có tên là Deinopithecus. Chúng sinh sống ở Nam Phi và các vùng lân cận trong xuyên suốt thế canh tân. Mặc dù là họ hàng gần của khỉ đầu chó hiện đại ngày nay, nhưng sinh vật này lại có ngoại hình hung tợn và kích cỡ to lớn hơn khỉ đầu chó rất nhiều. Loài khỉ ăn tạp này có bản tính cực kỳ hung hăng. Chúng làm thịt tất cả mọi thứ, từ thực vật, côn trùng, động vật có xương sống nhỏ cho đến cả những loài động vật lớn sinh sống trong địa bàn của chúng. Thậm chí nhờ vào cơ thể to lớn của mình, chúng còn sẵn sàng chiến đấu luôn với cả báo và sư tử. Các nhà khảo cổ học xác định rằng sinh vật này tồn tại vào khoảng từ 12 đến 20 ngàn năm trước, và đây cũng là khoảng thời gian mà loài người vẫn còn tập trung sinh sống ở châu Phi rất nhiều. Vậy nên khả năng cao là người tiền sử cũng nằm trong thực đơn của sinh vật đáng sợ này.